Hello, Quý Bảo xin chào đại gia đình. Lời đầu tiên Quý Bảo cảm ơn mọi người đã ghé xem kênh Hàng Nhật Bãi, đã qua sử dụng Quý Bảo. Quý Bảo ở Sài Gòn nha anh em. Ngày hôm nay Quý Bảo tiếp tục lên một video để phục vụ cho mọi người trong mùa Covid, xem cho đỡ buồn anh em. Mà thật sự ra bãi cũng không có nhiều đồ lấy anh em ơi. Hôm nay mình lên chắc tầm chỉ chừng 22, 23 món thôi. Thì hôm nay thì có gì đây? Hôm nay đồ nghề thì cũng ít thôi nha anh em ha. Mấy cái mỏ lết, hai cái búa, có cái đục của Mỹ ha. Đó, rồi đầu đầu búa tạ, cũng như là ba cái xẻng nè anh em. Có ba cái ha. Đó. Rồi gần màn hình nhất là mình có một cái máy máy sấy ha. Máy sấy loại lớn nha anh em của Mỹ ha. Một máy sấy loại lớn của Mỹ. Đó. Rồi có motor thì hôm nay làm 5 cái ha, 5 cái motor. Đó. Magita 9300 cũng có một cái ha, máy đánh bóng mini có một cái, Hitachi là đời cổ sau kia có một cái. Và đặc biệt mình sẽ có một cái Hitachi đá 255 nha anh em ha, bươm bướm chúa nha. Đó. Rồi. Có một cái giá khoan nè anh em. Có một cái giá khoan của Hitachi nè. Đó, một cái giá khoan. Rồi tiếp theo là Eto thì hôm nay không nhiều. Eto thì được có một cái hàm 75 của thằng NBK nha anh em ha. Một cái hàm 75 của NBK. Và đặc biệt một cái Eto bàn. Em này thì trượt tới trượt lui ha, trượt ngang trượt dọc ha. Đó. Trượt trượt tứ quăng luôn nha anh em. Đó, rồi. Rồi đặc biệt là cái gì nữa đây? Cuối cùng là mình có một cái bơm ha. Một cái bơm hơi ha của Unmat ha. Em này là cái đời của nó là K AK 715B anh em. Em này thì cái lượng 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 hơi của nó thì thôi vậy ha. 87 lít trên phút là quá quá ok cho gia đình xài. Thầy thợ cũng ok luôn. Em này thì nó nặng tầm 24 kg anh em. Cỡ 24 bình nặng á, nặng nó cỡ 24 kg mọi người. Nhưng mà được cái em này đẹp nha. Ở ngoại hình cũng khá chứ không đẹp lắm nhưng mà khá. Đó, rồi biến áp thì hôm nay có làm một cái biến áp giá mềm cho anh em nha. Đó, thùng đạn mini có một cái. Đó, rồi có một cái cưa sắt mini ha, cưa sắt mini. Đó. Rồi vậy thôi ha anh em ha. Rồi pha phê ha. Vài phút nữa mình gặp lại nha anh em. Hôm nay không nhiều tầm 22 23 món à. Đó. Rồi nếu mà kịp giờ có thể mình sẽ lên một cái tời điện 250 kg nha anh em ha. Đó, thật sự qua nắng quá mình không muốn lên cái đó đó, phải ra ngoài test cho anh em không, điều nắng quá. Để coi chút nữa có mát không nhưng mình làm luôn ha. Rồi thôi giờ pha phê uống ha, vài phút gặp lại nha. Xong, let's go. Rồi anh em, trước khi nào xem video thì Quý Bảo xin nhắc lại cái hình thức thanh toán bên Quý Bảo nha anh em. Bởi vì coi cũng có một số anh em mới, nhiều khi anh em mới vô coi lần đầu, nên là đôi khi một vài clip thì Quý Bảo cũng sẽ phải lên nhắc lại cái hình thức thanh toán bên Quý Bảo. Bên shop Quý Bảo là có hai hình thức thanh toán nha anh em. Thứ nhất là chuyển khoản và thứ hai là ship code. Với những sản phẩm mà trên 500 ngàn mà anh em nào chưa mua lần nào bên shop Quý Bảo thì vui lòng đặt cọc cho shop Quý Bảo 50% giá trị sản phẩm đó. Còn mà nếu những sản phẩm nào dưới 500 ngàn thì tùy anh em chọn lựa hình thức thanh toán, 100 đều dễ ha, gọi là 100 đều dễ đó. Rồi cái thứ hai nữa là bên shop Quý Bảo dù cho anh em có mua bằng cái hình thức nào, thanh toán qua chuyển khoản hoặc là ship code là nhận hàng trả tiền, thì bên Quý Bảo vẫn không bao ship nha anh em ha. Ở bên dưới video đã Quý Bảo đã ghi rồi ha, đã không bao ship. Cái điều này thật sự ra là Quý Bảo cũng không muốn nói, mà không nói thì đôi khi anh em lăn tăn chuyển khoản thì bao ship, nhưng mà riêng bên Quý Bảo không có nha anh em ha. Dù cho anh em có chọn hình thức nào đi chăng nữa không, những sản phẩm Quý Bảo không hề bao ship nha anh em ha. Đó, để nói trước cho anh em khỏi lăn tăn vấn đề tiền phí ship ha. Vào cái nữa, với những anh em nào mà mua lần đầu không, thì video Quý Bảo lên á, Quý Bảo cũng phải canh cái giờ vàng, cái giờ anh em coi như là cái giờ mà để anh em mà rảnh rỗi coi ha.
chốt hàng. Thì những anh em nào chưa mua lần nào, thì khi mà anh em chưa tin tưởng, coi như là chưa tin tưởng quý bảo, có nhiều anh em đặt câu hỏi là tôi chuyển khoản cho anh rồi anh không giao hàng cho tôi rồi sao? Đó, có một vài câu hỏi như thế, thấy không? Thì quý bảo xin thưa, không, nếu mà bên shop quý bảo mà có làm những cái chuyện đó thì nó cũng không tồn tại tại đến gần 2 năm nay. Anh em thấy không? Không, sẽ không tồn tại. Đó. Thì anh em vui lòng, những anh em nào mua thì vui lòng đặt cọc và đặt cọc phải nói là với thời gian nhanh nhất, không để anh em mình đã cố tình là lên video vào cái giờ vàng, không thì người này chốt, người khác chốt, người kia chốt, rồi tới anh em chốt mà anh em không đặt cọc tiền, rồi xong qua ngày mai tới 9-10 giờ sáng anh em cũng không có một tiếng nói nào hết. Thì qua cái giờ đó rồi, thật sự ra là muốn bán lại một món hàng không phải là dễ. Vì thế cho nên mình mong muốn với những anh em nào mới xem, khi anh em mà không tin tưởng mà đặt cọc thì anh em vui lòng đặt cọc với thời gian nhanh nhất, không để quý bảo ở đây là, và đặc biệt là phải có thông tin địa chỉ, tên, số điện thoại rõ ràng để quý bảo xếp hàng. Bởi vì vừa video vừa xong, không chốt hàng là 2-3 tiếng sau là quý bảo phải đóng hàng rồi đó, nó là vậy ha, để kịp giao cho anh em. Rồi thôi vậy anh em ha, vài lời phân trần cho anh em. Rồi bây giờ bắt đầu quý bảo hôm nay là quý bảo làm mã số 466 ha, có hai bấm ghim nha anh em, 280k, đó. 280k mã 466A là cái bấm ghim mát ha anh em. Để quý bảo lau sơ cái cho đẹp trai anh em ơi. Rồi anh em ha, do hàng mới về ha anh em, thấy không, nó là do bụi bãi thôi anh em ơi, chứ thật sự ra là nó còn rất ok anh em đó. Nội thất anh em ha, rồi cái này là nó của thằng mát nè anh em đó, mà đặc biệt mình chỉ có bán cái mẫu này thôi nha anh em, da băng nè đó ha, một cái. Và cái thứ hai là B nha anh em, cái màu vàng là B nha anh em, cũng giá đó ha. Cũng da băng nè anh em, đó da băng. Khi nào cũng như cái đó nha anh em ha, khi nào cũng đẹp ngang nhau á, anh em thích màu nào tùy chọn. 280.000 ha, 280.000 cho cái bấm ghim này, và kèm theo là 4 hộp ghim nha anh em, 4 hộp ghim đó, 4 hộp. Nó là cái mã nó là 23/8 nè mọi người, 23/8 nè đó, cứ xài hết này mình cầm cái vỏ này ra là mình mua là có ha. 4 hộp. Một cây súng có 4 hộp ha. Rồi giờ để mình test cho anh em coi ha. Test cây thôi nha anh em. Đây. Đây anh em. Sắc sao ha, ok ha, đó, cái này thích hợp cho anh em nào, cho chị em nào làm bên làm theo ha, nào làm khung cửi đâu đó, ha, và xài nó là ok. Cái này thật sự ra cái này đó là mình thay cái yên xe ra được nha anh em, ha, mình tháo yên ra mình lấy xuống là mình thay cái yên xe là ok, nó không khích khao bằng cái tiệm bằng cái hơi anh em, nhưng mà là làm được nha anh em, làm được ha. Rồi một cây vậy là 280.000 cộng thêm 4 hộp ghim. Xong, let's go. Tiếp theo. 467. 467, 468, 469. Bốn sáu bảy
À, 180k. 180k cho một cái mỏ lết. Mỏ lết đa năng nha anh em ha. Có thể mở được nhiều nhiều số ha. Đó. Để coi cái nhỏ nhất là nhiêu. Nhỏ nhất là nó được 1,5 nha anh em. Nhỏ nhất là nó được 1,5 nè. Còn mà ra cái số chà bá lửa rồi nó nhiêu. 3 phân nha anh em, gấp đôi ha, từ 1,5 tới 3 phân ha. Nó của thằng top nè anh em. Nó khoảng top nè. Đó 250 ml. Rơm vanadium cell ha. Thép không rỉ anh em. Lò xo còn ok nha. Răng hàm mặt em nói là hầu như là còn đẹp luôn á mọi người. Cái này thì cứ siết vô như vậy ha, mở ra quay ngược lại ha, nó vậy á. Đa năng nha anh em. Rồi, cái mã 467 180k. Xong. 468. 468 là một cái mỏ lết 200 ml. Nó của hãng Hit nè anh em. Chuẩn Nhật ha. Da bằng ha anh em. Tohokuki da bằng, nó xây số 8. Ra vô rồi. Hoàn hảo nha anh em. Cái này gia đình nên có một cái ha. Trong thùng đồ nghề mình nên có một cái. Mình cũng cũng trường cái để mình làm. Vừa tầm tay. Đẹp ha anh em. Còn đẹp á. Còn phải là 80% nha anh em. Mới đem về chút bụi bãi này không đánh luôn. Cứ để vậy. Cho anh em có chút xíu bụi bãi xíu ha. Rồi. Cây này 180k. Xong. Tiếp theo. 469. 250k. 250k cho một cái KRC dao băng. KRC dao băng 300 ml nha anh em. Răng hàm mặt em nói thì không chê vô đâu được hả anh em ha. Đó. Vuông thành sắc cạnh nha anh em. Màu sơn là còn khá nhiều ha. Ra vô ngọt ngào ha. Rồi. 250k. Nó là xây là 300 nha anh em. Xây 300 thì bề dài nó có bao nhiêu? Bề dài nó là 28 phân. 28 phân. 250k ha. Xong. 70. 70 có chấn thương. Có chấn thương ha. Em này có chấn thương. Giá. Mã 470. 350k. 350k. Đó. Cái này là lỗi của quý bảo. Đây anh em. Cái chấn thương cho anh em coi trước, thấy không? Mình thấy làm như cái đầu này nó phải tròn nè anh em. Nó phải tròn này nè. Mà không biết sao bên bển, sao bên bển nó cắt cho nó bằng phẳng bằng bằng trang vậy nè anh em ha. Mình không sơ ý không biết luôn ha. Đó, mình mua mình cũng không biết luôn đó. Nhưng điều đập vô mắt mình cái này là nên mình không thể nào mình đập vô mắt mình cái này nên mình quán rồi ha. Của Đức anh em đó. Đó, đập vô mắt mình thấy này là mình thấy mình quán rồi. Đâm ra buộc lòng là phải nặng nha anh em. Nặng á. Nó nặng là 1,850 kg, gần 1,9 kg luôn á mọi người. Đó, cái xây nó nè. Bề dài nó là 39 phân. Cái trục trong á anh em. 10 13 phân rưỡi nha. Đó. 13 phân rưỡi.
Đó, nhìn chắc kèo vậy mà nó bị này mình không để ý nè. Không. Không. Đứt nha anh em, của đứt ha. Đó. Mà hai cây đều vậy hết. Hai cây nó đều làm gì hết. Nhưng cái tiền cái đầu điện chi thì mình không hiểu luôn. Đó, mà đều đại cái chữ này đập vô mặt mình nè. Đó. Buộc lòng mình phải lấy. Lấy về thấy cái này nó buồn buồn rười rượi nhưng cũng sao, bán rẻ cho anh em xài. Ha, lỗ chút đỉnh không sao. Không có gì quan trọng. Nghề vậy nghề ha. Đó. Cái này là cái sau là mình sẽ tự động mắt mình nó sẽ nhìn vô đây thôi. Không anh em. Mã 470 350k, không thể rẻ hơn hả anh em ha. Một cặp cảo ép của Đức ha, một cây nặng 1,850 kg. Combo một cặp 350k ha, không thể rẻ hơn hả anh em. Rồi xong. Let's go. Còn cái vụ này là lỗ chút xíu nhưng mà lại có chút kinh nghiệm ha. Chuyến sau là dù gì dù cỡ nào cỡ nó cũng phải đập vô mắt mình ở chỗ này ha anh em. Nó vậy đi ha. Rồi xong. Let's go. 471. 471 380k cho một cái đầu bú tạ ha. Một hình con voi. Ê con sư tử, sorry anh em, con sư tử. Mã sao để mã số 0 mới nghiệt chứ. Nặng anh em ơi. Này chắc lúc cán rồi. Lúc cán rồi. Coi này không biết nhiêu ký ra cân này nữa. Rồi cái đầu búa tạ này là 3 kg nha anh em, 3 kg đó, một đầu 8 cạnh nè anh em, coi cái đầu nữa liền mặt luôn ha. Còn đây thì lại nhọn hai đầu ha, bên đóng bên trẻ, con trẻ gì trẻ ha anh em, có hình con sư tử nha anh em, sư tử ôm cái quả đi cầu ha. Nặng 3 kg ha. Rồi bề dài của nó nhiêu? 18 phân. Cái đường kính bầu búa 5 phân, đường kính bầu búa 5 phân nha anh em. Nặng 3 kg. 380k. Liền lạc nha anh em, không có cấn cá gì ha. Xong. Tiếp theo 472 250k. 250k cho một cái đầu bú bi. Một cái đầu bú bi. Cảm nhận nha anh em. Nghe kỹ xem kỹ và suy nghĩ thật kỹ trước khi quẹt thẻ nha anh em. Số 2 ha, xây số 2 ha. Đây có mộc ha. Đặc biệt nó thấp thấp thoáng một cái chữ coi như là không thể chối cãi anh em ha. Ra băng. Ok, ra băng. Anh em niết còn đẹp. Cán búa chắc cú ha, cán búa chắc cú. Liền lạc nha anh em. Đó, đầu tròn, tròn ủm luôn. Tròn quay, tròn ủm ha. Tròn mà nó bóng nữa chứ. Để coi cái đường kính cái búa này nhiêu nha anh em. Ba phân tám anh em. Cái đường kính của cái búa, cái đầu búa là 3/8. Đẹp nha. Búa này đẹp nha mọi người. Liên lạc nha. Nặng à, nặng tay à. 1 kg mốt nha anh em. 1 kg mốt ha. Có da băng nha anh em ha, da băng. Rồi 250k xong. Tiếp theo một cái này cũng 250k cho một cái búa tạ ha. 250k cho một cái búa tạ.
Em này nó ghi cái chữ khó hiểu quá. Lần đầu tiên thấy. 3LBS là cái gì? Bên đây thì có cái mọc này thì cũng thấy thường lắm. Ha, có đầu búa có còn gì nữa không? Còn gì để phun châu nhã ngọc với anh em không? Không tà nha anh em. Đẹp luôn, thậm chí là còn đẹp luôn ha. Nước sơn còn đẹp. Ha, 3LBS là cái chỉ số gì đấy không biết. Nhưng mà cân nặng thì bao nhiêu? Nó là 1,5 kg nha anh em. 1,5 kg cho cái đầu búa này ha. Cầm là vừa tay luôn nè. Hả? Cán cầm chắc cú. Chắc cú anh em. Hình như là thiếu cái niềm nè anh em ơi. Thiếu cái niềm nè, thấy không? Cái nào mình thấy cái nào là mình tự động mình phun châu nhã ngọc liền anh em ơi, mình không có chuẩn bị trước. Đó. Rồi có bị dài cán búa bao nhiêu, dài búa bao nhiêu? 40. 40. Bề dài cái đầu búa 11 ly 8. Đường kính cái đầu búa bốn phân anh em, chắc cú nha, không có sụp xịt, không có gì nha, đầu còn đẹp nha mọi người. Đó, nước sơn còn đẹp á. Rồi 250k đáng quan tâm. Rồi xong. Rồi tiếp theo cái đục, một cái đục ha, cái mã 474 250k, một cái đục làm gì tới 250k giữ vậy quý bảo. Dạ dạ xin thưa UETA ha, UETA còn tem luôn đó. Rồi coi cái đầu đi. Không có dấu hiệu mẻ. Cán búa cầm chống chấm đập vô tay. Đầu có tà, đầu đập nó có xài. Anh em có ha. Có xài hay tại vì nó rèn về đây mình cũng biết nữa nha anh em ha. Đó. Nhưng mà thấy cái này nè, thấy không có dấu hiệu gì mẻ hết mọi người ơi. Thấy không? Đó. Này thêm có chữ gì nữa nè. Này anh em tự coi nha anh em. Cái này là mình dựa cột á. Mình chỉ thấy chữ UA đập vô mắt mình, chữ UA đá thôi là mình đem về bằng mọi giá. Rồi xong một cái đục. Này nó đục này nặng bao nhiêu? Nặng 1 kg, hơn ký đi, hơn ký nha anh em, hơn ký. Bề dài nó 30 30, cái đường kính của cái đục bao nhiêu, 2 phần 2, bề ngang cái mũi đục này là 2 phân rưỡi nha anh em, liền bân đẹp á. Còn tem là có nghĩa là có lỡ nó có xài nhưng cũng không có nhiều nên anh em ơi, không UETA. Rồi xong 250k đừng rời khỏi màn hình nha anh em, hôm nay tôi cũng dài cái món độc không ha ha. Rồi xong tiếp theo là mình có một cái xẻng mới đẹp màu đồng, mã 475, 350k cho một cái xẻng mới màu đồng anh em ha. Đây chữ đây hiệu con voi. Đó. Đẹp nha anh em. Nhỏ nha, loại này nhỏ nha. Loại này mini nhỏ nha anh em. Ha. Loại này hình như là từ như là 60 hay 65 gì đó. Bữa bán 2 cây rồi hôm nay quên. Sorry anh em.
80 luôn em ơi. Cây này 80 anh em. 80. Đó, tem tiết còn nha. Cán là còn cán là không có có dấu hiệu là móp miếu gì hết nha anh em, méo mó vậy ha. Full kim loại nha. Đó. Full kim loại. Đẹp nha. Đó, đẹp. Bì dài 80 nha anh em. Nghe kỹ xem kỹ nha, cái này là loại nhỏ nha mọi người. Loại nhỏ nha, đường kính của cái bề ngang của cái xẻng nè, nó có 10 17 phân 2 ly à. Đó. Còn độ dài của cái xẻng nè. 22 rưỡi. 22 rưỡi. Còn rất đẹp luôn. Tem còn là biết rồi, hiểu rồi. Ha. Này, không sụp xịt dễ nhanh em, đẹp luôn nè. Liền bân luôn. Rồi. Rồi cây này 350. Anh em không thích nhỏ thì tiếp tục mình có lớn nha anh em. Không thích nhỏ sẽ có lớn. Có lớn. Có hai cây nha anh em, làm trước cây A đi ha. Wow, cây A bự quá. Đây. Này biết sao review cho anh em nữa. Giờ coi trước cái này đi nha anh em. Đó. Được rồi, coi vậy đi ha. Liền ha anh em. Coi từ khúc 1 nha. Liền ha. Đó. Không có cứng cá nha. Bề dài của nó được là 31 phân nha anh em. Còn bề ngang nữa nè. 26 phân ha. 26 phân. Rồi. Rồi quay lại coi cán nha anh em. Chưa cho nó coi khúc này nữa đi ha. Này có hơi chạy chốc nha. Này bà là full kim loại nha anh em. Full kim loại ha. Ở đây thì nó có chốc sơn chút đỉnh ha anh em. Đúng không? Đó. 450k nha. Rồi quay lại đầu này. Cái này là full kim loại nha. Nó hàng hết nha anh em. Cái giống như cây kia mà nó hàng đều hết à. Đó. Không có móp ha. Không cứng cá, không móp vậy nha mọi người. Trời coi cây này nó dài nhiêu. Cây này thật sự là nó nói với anh em chứ thật sự ra là lấy về cho video cho nó vui thôi, chứ còn đóng đi cũng cực khổ. Lời chừng hai tô phở. 97 phân nha anh em. 97 phân, hai tô phở mà kèm thêm hai chuyến tái nữa nha anh em. Nó chưa nói hết lời, có thêm cái chuyến hụt gà nữa. Đó. Ok ha. Rồi xong, cây này là màu xám nha anh em. Cây này là mã 476A, 450k. Xong. Let's go. Tiếp theo 76B. Cái kia bằng thép ha, cái này là theo mình thấy là bằng nhôm nè anh em. Cái này là không phải để xúc đất ha, cái này chắc là để xúc lúa hay gì đó anh em ơi. Ha. Cái bằng nhôm. Cái bằng nhôm. Nó là cũng 450k nha anh em. 450k. Đẹp nha. Sáng nha. Không thể sáng hơn nha anh em, cán gỗ ha. Cán gỗ còn mới ha. Đó, cái này chắc gỗ thông nó nhẹ. Nhẹ nha, chứ không nặng nha, không như cây kia bằng thép nha anh em. Cái này nhẹ nè. Rồi cán coi luôn mọi người, đẹp. Đẹp, cái này bằng gỗ ha. Cái này bằng gỗ. Này để xúc lúa hay xúc gì đó, chứ còn xúc đất mình nghĩ không phải đâu nha anh em. Ha. Đó. Mới, nhôm mới anh em. Ha, nhôm mới. Tùy thì anh em làm công việc mà mua nha anh em. Ha. Cái này là mình theo mình nghĩ là không phải để xúc đất rồi đó. Ha. Bây giờ nó coi nhiêu. Cũng 97 phân luôn em ơi. Cũng 97 phân luôn. Đó. Cán nó còn bóng luôn nè mọi người. Thấy không? Bóng luôn nè. Ok chưa? Rõ ràng chưa anh em?
Ok ha. Rồi xong. Mã này là 450k. Let's go. Tiếp theo là mình có một cái thùng đạn mini nhỏ nha anh em ha, coi nặng nhiêu, mini cũng coi nặng nhiêu, nó 1 kg 650 nha anh em, 1 kg 650 300k cho một cái thùng đạn. Em này là phải còn 80% nha anh em, trên 80% nữa nha ha. Nói 80% là mình hơi khiêm nhường chút xíu á. Thùng loại nhỏ nha mọi người. À, bề ngang nó được 9 phân 2 ly. Bề dài nó được 26 phân. Còn bề cao của nó. Bề cao nó là 18 phân. Đọc kỹ nha anh em ha. Bề ngang là 9 phân 2 ly nè. Bề cao là 18 phân nè. Còn bề dài là 27 phân nha anh em. Tay cầm là còn đẹp nha. Màu sơn là còn đẹp. Rồi mở ra coi. Coi trong nó sao. Coi nội thất em nó coi. Không thể đẹp hơn. Quá đẹp luôn nè. Ha, hàng bãi mà gì là không thấy hả? Sorry. Tối anh em à. Đẹp nha. Còn cao su luôn nè mọi người. Còn cái ron cao su luôn nè. Chống thấm nước nè. Chống thấm nước nha em. Ok ha. Cài lại chắc cú ha. Rồi cái mã 477 300k. Cái thùng này nặng là 2 kg đó mọi người, 2 kg á, đút cán á, 1 kg 6 anh em, 1 kg 6 50, để đây đây 2 kg, con nặng ra 2 kg rồi xong. Tiếp theo đừng rời khỏi màn hình nữa nha anh em, đây đừng rời khỏi màn hình. Một cái eto mini hàm 75 nha anh em. Rồi trước mắt anh em coi cái môi nó đi ha. Đó, cái môi đó nha anh em. Liền bân ha anh em. Rồi, nó là của NBK anh em ha. Hàm 75. NBK. Rồi anh em tự cảm nhận cái màu nó nha anh em. Mình thấy nó cũng phải còn trên 70%. NBK hàm 75. Rồi coi gầm luôn nha anh em. Quá đẹp. Quá liệt lạc. Cái này là mình zoom lớn lại cho coi nha mọi người, chứ không có phải là nó to như trong hình đâu nha mọi người ha. Này là mình đang rung lớn lại cho anh em coi cho nó kỹ ha, soi mói nó ha. Quan trọng là cái chữ nó bén bén nữa nè. Lâu lâu mới về mới được những cái con mới vậy mọi người ha. Thường thường bãi về là nó không được mới gì đâu nè mày. Đẹp ha. Rồi để em quay hàng ra cho anh em coi ha. Nhẹ nhàng nha anh em. Nhẹ nhàng như đứa nàng đi chợ ha. Ghê thiệt. Cái hàm 75 mà nó mở cái hàm ra anh em nhìn đi. Quá trời. Rồi coi ngôi cho anh em.
cảm nhận anh em ha. Nó cũng có mất đi chút cái răng ha anh em ha, chứ không phải là bén mới đâu ha. Cái nào nói ra phải ra cái đó, đừng nói đừng bậy. Đây là nè ha, ốc ác thì còn đầy đủ ha mọi người, ốc tán còn đầy đủ ha. Rồi à, đo thử cái hàm nó ở ra được nhiêu, 12 phân anh em, 12 phân. Còn cái hàm nó 7 phân rưỡi nè, đúng chuẩn nhà sản xuất luôn mọi người, 7 phân rưỡi đúng chuẩn luôn. Đẹp hả anh em? Theo mình nhận xét là đẹp. Rồi quay vô coi. Nhẹ nhàng như đưa nàng đi siêu thị vậy. Rồi quay mặt kia, cái mặt này cho anh em nhìn cảm nhận lại cái tên tuổi của nó khá đẹp á mọi người. Này anh em nào làm đồ nhỏ nhỏ lấy này xài anh em ơi ha. Hàm 75 rồi, xong. Cái mã 478 nó nặng 8 kg nha anh em, 1.150.000, 1.150.000 xong. Tiếp theo là mình có một cái đây anh em, một cái eto nó đầy cái chữ này thì mình cũng thua thì mình phải rum lại cho anh em coi đó, không phải bot nha anh em, nó rốt hả. À, đọc đi anh em, nó chữ b chữ c chữ r o o o, một chữ o hai chữ s, b c r o s s đó, tên tuổi đó nha anh em ha. Em này thì mình rung lại lớn xíu cho anh em coi nha, này hơi nhỏ ha, cho đầy đầy màn hình coi cho nó rõ ràng xíu ha. Nó là 479 nặng 7 kg nha anh em ha, mình bán 1.700.000 ha, 1.700.000. Cái này là cái eto để bàn ha anh em, eto để bàn trượt ra trượt tới trượt lui được nha. Cái hàm nó nhiêu, cái hàm nó 8.5 phân nè, 8.5 phân mà ở đây nó để số 75 nè mọi người, ở đây nó có số 75 mà ra hàm được 8.5 phân nè đó. Còn cái hàm nó mở ra được nè, mở hàm ra được là cũng là 8 phân anh em, 8 phân ha, 8 phân nè. Đó. Xây được nha anh em, xây được ha. Qua lại được nè. Qua lại. Qua lại ha. Rồi cái này là hàm 75 nè anh em, đây 75 nè, xuống nè, lên xuống được nè anh em. Lên xuống được nè, quay nè ha. Quay nè anh em. Ha. Trượt tới lui ha. Tới lui. Đó.
Đó. Muốn tới tới, muốn lui lui. Đó, này hàng quay vô. Này ra là bán mắc lắm mọi người ơi. Nhưng mà mình thấy lạ là mình cứ đem về thôi ha. Không lời thì huề, rồi tiếp tục không huề, không huề thì lỗ chút định, không? Chứ cứ vậy thôi à. Chứ mình là không có phải nghề này. Đó. Trơn láng mịn màng nha anh em. Ha. Còn chị tới thì quay tới quay lui nè. Quá nhẹ nhàng luôn nè. Đó. Tứ văn luôn đó mọi người. Thấy không? Qua lại tới lui. Không lên xuống thôi. Rồi chơi vừa vừa giữa cho đồng thanh đồng thủ coi. Rồi. Ha. Cái tem đó thì anh em tự 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 nha, tự tự tra nha anh em ha. Nó là B C R O S S ha. Đó. Nó nặng 7 kg nha anh em. 7 kg. Đọc ha, này cũng 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 là lần đầu tiên xuất hiện đó mọi người ha. Lần đầu tiên xuất hiện. Qua lại. Qua lại lên xuống. Tới lui, tứ văn và tứ văn đó anh em. Trong 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 pizza gọi là tứ văn đó ha. Nha anh em. Đây. Điểm lầm ha. Đó. Liên lạc nha anh em ha, môi nó cũng đẹp ha, mấy cái cạnh mấy cái đường đường ray trượt nó cũng còn còn ok ha, không có dấu hiệu gì gọi là lủng lỗ lủng khoét nó hang vậy anh em ha. Rồi xong, này hơi mắc nha anh em ha, này bởi vì ra bãi này nó đâu đâu bán thì mình đâu có rẻ được ha, 1,7 triệu. Video đầu tiên lời, video đầu tiên không lời, video thứ hai lời ít, video thứ ba lỗ, video thứ tư thành rác. Rồi xong. Tiếp theo. Tiếp theo là mình có một cái giá khoan ha, một cái giá khoan. À, cái mã 480. Mình bán anh em 850k. 850k cho một cái giá khoan. Ha. Đó. Giá khoan của thằng thằng Hitachi nha anh em. Ha. Giá khoan của thằng Hitachi ha. Em này ngoại hình thì cũng 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 không còn 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 bắt mắt cho lắm. Mình thường thường sở hữu những cái em này là rất là mới ha. Nhưng riêng em này thì nó cũng không còn bắt mắt cho lắm. Và nó đi theo thì nó kèm theo một cái máy khoan. Đây. Nó kèm theo một cái máy khoan cũng của thằng Hitachi. Đầu 13 mm ha. Đầu 13 mm. Đó. Em nó có mã là BUSH3. À, điện 100V, công lực của em nó là 620W, dòng tua của nó là dòng tua 1100 nha anh em, tua này 1100 cái dạng tua chậm ha, ngoại hình em này cũng không khá nha mọi người ha, không còn khá, đầu 13 mm. Đó. Nhưng mà được cái giá mềm ha. Cái này thì có nằm bụi bãi thôi, chứ còn cái tem nó có, anh em nhìn đi, nó còn ni lông luôn nè. Đó. À, đầu 13 ly ha. Dây zin nha anh em, dây zin. À, còn cái này là ok nha, hoạt động ok ha. Cử nó còn à. Đó. Muốn xuống nhiều xuống nè, thấy không? Xuống. Đó. Rồi. Bên đây. Ha. Nó là Hitachi hả anh em? Đó. Hitachi ha, Kotki ha, à, Tokyo Zalang nha anh em. Rồi một cái giá khoan, à, kèm theo một cái máy khoan 850k cho anh em. Rồi giờ ghim điện, test cái máy khoan. Thank you.
ok ha nè, còn hoạt động ok ha. Đó, này có cái này thì cũng chắc không phải cho thêm cho nó miếng dầu anh em ơi, nhưng mà thật sự ra cái món này đó là bán cái giá khoan mà tặng máy khoan đó mọi người, đúng không? Bán cái giá khoan mà tặng cái máy khoan đó ha, hoàn hảo nha anh em. Lên xuống ngọt ngào ha. Cái này mà anh em mà có chốt rồi là mình sẽ tháo ra anh em ha. Mình tháo ra mình bỏ vô thùng cho nó gọn gàng nha anh em ha. Về anh em mình chỉ cần về ráp vô lại rất là dễ làm anh em ơi ha. Nhìn đi, nhìn cái hướng này nó làm vậy ha. Đó, mình tháo cái này ra. Mình đưa cái nguyên cái vàng này ra ha, mình nó chỉ còn có cái cây này với cái trụ này thôi. Rồi anh em về anh em tự ráp vô anh em ha, cũng dễ lắm anh em ha, không khó ha. Này đặc biệt nhớ nè anh em nè, cái chỗ này nè ha, là khi mình ráp vô là cái cùi chỏ nó mũi nhọn nó phải về hướng này nha. Đi về ngược hướng này là không được nha anh em, đi về hướng này đó thì ráp vô là xong ha, để mình đóng gói đóng hàng cho nó dễ chứ không gì hết trơn á. Còn máy khoan nữa ha, 850k nha mọi người. Xong, let's go. Rồi tiếp theo là cái máy này hôm bữa xuất hiện rồi, mới video rồi xuất hiện rồi nè anh em đó. Nhưng mà chắc lẽ là anh em chê là cái ống này nó bị bể đúng không, buộc lòng bữa bảo phải ra tìm một cái ống zin không bể đẹp ha, liền đẹp luôn là sẽ đi đúng không anh em, không liền lạc nha đó. Mình biết tâm lý anh em rồi ha, cái kia này máy này có điều tốc là anh em phải chịu rồi, nhưng mà điều cái nó bị bể mất zin nên em thích. Cái mã 481 500k vẫn không thay đổi hết anh em ha. Em này thì máy thổi ha, có điều tốc trên còi nha anh em, điều tốc nè. Nó là Makita, cái mã nó là 4014NV, điện 100V. Em nó sở hữu công lực là 600W nha anh em. Wow, 600W ta. Mạnh này nha. Mạnh nha. Rồi dây zin luôn, dây Manita, dây zin luôn ha. Giờ ổng là liền lạc rồi nè. Đó, không có băng keo, không có gì hết trơn nha anh em. Liền băng luôn. Rồi giờ chỉ test thử thôi ha. Mình cũng vậy mọi người. Mình cũng vậy. Bỏ tiền nhiều xíu thôi, mua đồ phải liền nè, đúng không? Rồi, bóp cò. Ok anh em, hoạt động hoàn hảo ha. Em này có điều tốc nha anh em. Có mạnh có nhẹ nha. Ngoại hình em nó cũng còn 70% thôi anh em ha, cũng coi nè. Nhìn trong hình thì nó thấy cũng sáng lắm, nhưng thật sự ra nó cũng có chạy chốc nha anh em ha. Chạy chốc chút đỉnh ha, không có bể thôi. Không có bể. Đầu này thổi còn đầu này hút nè anh em. Này để nhà thổi bụi làm vệ sinh cũng ok lắm anh em ha. Rồi 500k. Xong. Tiếp theo là mình có một cái máy cắt sắt. Cái mã 482 mình bán anh em 550k. 550k cho một cái máy cắt sắt của thằng Edman nha anh em ha. Edman ha. Nó là lưỡi nó là 165. Nó là điện 100V, nó là 650W nha anh em. 650W. Ở đây gài lại nè mọi người. Đó, gài lại. Rồi mở ra nè. Đó. Cái này là eto kẹp nhanh. Eto kẹp nhanh. Ha. Cái này là có nghiêng 45 độ luôn. Rồi
dầm em nó cao su còn sáng sủa nha anh em ha. Rồi dây zin lưỡi rồi không có mẻ lưỡi nào nha anh em ha, không có mẻ lưỡi nào hết em này nó mình không thấy cái nó có cái chụp bảo vệ anh em đúng không, thường thường nó có cái chụp bảo vệ chắc là chủ nó tháo ra luôn không xài ha. Rồi mới nha anh em, mới nha, rồi để ghi điện test máy thử coi. Rồi anh em kiếm điện rồi anh em ha, các thử ha. Ok hả anh em, 550k nha anh em. Ok ha, này là gài lại nè mọi người, gài chốt lại đó. Rồi xong, let's go. Rồi tiếp tục nha anh em, tiếp tục là mình có một cái máy đánh bóng mini nha anh em, 484, nó nặng 5,5kg nha anh em, mình bán 700k cho một cái motor đánh bóng mini da băng nha anh em, da băng ha, bớt music ha, da băng lọc na ná thôi nha mọi người, liền ha, liền đẹp nha anh em. Rồi coi công lực nó coi, cái mã nó là WM100, điện 100V, 120W, và dòng tua của nó là dòng tua 3000 nha anh em ha, mắt in da băng ha, đế còn liền lạc nha, màu sơn còn đẹp khá ha. Rồi cái này cũng tắt zin nha anh em. Rồi ghim điện test máy thử để coi bị cao bị ngang trước ha anh em ha, nó là 19 phân nè, còn bề dài nó à 33 phân, bề ngang nó được 14 phân nha anh em, 14 phân. Rồi ghim điện coi, ok. Rồi công tắc đẩy vô nha anh em, cái này đánh bóng đồ nhỏ thôi nha mọi người ha, mini ha, tiếng máy quá êm luôn. Này anh em nào làm ở bên Mỹ Nghệ đồ đó mọi người ha, đồng hồ được là ok á. Rồi xong cái mã 484 700k xong, let's go. Rồi tiếp tục anh em, tiếp tục là một Makita 9003, em này thì thật sự là 17 là nó thiếu một cái cặp te rồi ha đó, nhưng mà cũng lấy về ha, về thay cho anh em một viên đá mới len can của Nhật, mới len can ha đó. Em này là Makita 9003, điện 100V, 230W, dòng tua em nói là dòng tua 3000, công tắc zin còn, em này là không có cấn cá gì hết nha anh em ha. Đó, thích hợp cho anh em nào bên thợ nè, thợ làm nè,
đó, một bên mình mài, một bên có thể là thay đánh khớp đánh bóng. Ok, em này 230W là bao anh em tì đè ha, dòng tua 3.000 nữa hết chê, 850.000 nha anh em, 850.000. Rồi game điện test máy nha anh em. Mình mà ra mà thấy, mình mà ra thấy 9.300 là không giờ mình tha chứ mọi người. Mình mà ra thấy 9.300 không giờ mình tha hết trơn em. Không bao giờ mình tha hết trơn. Đúng ra là vậy, đá nó xài đá có 125 mà mọi người ha, nhưng mà mình không có đá 125, mình tặng anh em luôn nên chiên đá 110 luôn. Như luôn quán tính nó phải hơn kia hả anh em ha, hình em nó cũng còn màu, cũng nhiều lắm nha anh em. 850k xong, let's go. Tiếp theo là mình có một em Hitachi nha anh em. Hitachi ha, cái này là của thằng Ben Ritger anh em ơi, nó là Ben Ritger nha. Zoom lại cho anh em coi cái tem nha, da bằng anh em, cái mã nó là SGMC đó, điện 100V, dòng tua nó là 2850. Nó là cái công suất không tải là 200W anh em ha, nhưng mà cái sức có tải nó là 5.3A anh em ha, là tương đương 500W đúng không. Tem đồng ha, tem đồng công tắc zin. Em này liền lạc nha anh em ha, nặng chịch luôn mọi người, em nó nặng 17kg, bằng Magra 9.300 đó. Cái này á, 500W này á, chú bác về chú bác thêm một bên này nè, một bên nào bên để đánh cước đánh bóng là không chê vô đâu được ha. Chú bác thì nó quan niệm mua cái đánh bóng mà cốt dài á là thật sự ra để cho anh em chuyên nghiệp ta làm, còn mình là gia đình á ha, là cái món này là vừa tầm nè, nó tròn ủng nè anh em, tháo cái te ra ha, tròn quay nè đó, để đánh cước vô ha, nó không có dướng vô cái chân nó nè mọi người, thấy không, đánh cước đánh bóng là không chê vô đâu được con này. Một bên là có đây mài đá rồi, cặp te nó dày cộm luôn, công tắc zin liền bân luôn nha anh em, trước sau liền bân luôn này, thấy không, màu nó còn khá lắm mà mọi người. Rồi đo bằng ngang bằng dài ha, em này cái dạng hơi cổ nè anh em, hơi cổ á, trời ơi 1963 nha anh em, 1963 ghê không, con liền lạc dày đây, có nghĩa là nó mua mà ông nội nó mua bằng cha nó còn quên xài, ông nội mua bằng cha quên xài là biết rồi. 36 phân phải anh em, 1963, có nghĩa là ông nội mua mà tới cha còn chưa xài nữa, con nên dục. Rồi công tắc zin, rồi game điện test máy,
này mà để chú bác vào nhà gia đình để đánh bóng đánh đánh, đánh cướp là coi như là hết bài chú bác, thật sự là vậy đó. Giá mềm nữa. À, quán tính nó chạy à. Rồi 1.250.000 quá chú bác ha. Nặng 17 kg. Thế tờ chi ngoài kia à? Để tính sao. Rồi tiếp theo cái mã 488 mình bán em 850k cho một cái thùng motor từ, một cái thùng motor từ đây anh em đó. Dây zin nha anh em, dây zin ha, dây zin nè. Ở đây thì không biết để nó làm cái gì thì mình không biết, mà trên đây nó có một cái ống tròn anh em, một ống tròn ha. Công tắc thì đây có công tắc xịn luôn nha, công tắc dữ dằn luôn á. Đây là công tắc nè đó. Rồi nó là của Hitachi nha anh em. Nó là Hitachi ha, điện nó 100V nha mọi người, 100V. Nó là 3.5A, dòng tua nó 1450 nha mọi người. 3.5A là tương đương 350W ha, dòng tua nó 1450 ha. Anh em coi thông số nha anh em. Nó có những cái ở dưới này bút, mấy này là mình thua rồi đó, có nghĩa có thể đảo chiều hay gì nữa anh em ơi ha. Này anh em nào biết mua nha anh em đó. Rồi rồi để em đổ thùng này ha. Cái thùng này dài nè, 33 phân, bề ngang thùng 20 phân, bề cao của nó là 17 phân anh em ha. Còn cái motor nữa nè, 15 phân nha anh em, motor 15 phân nè, dây nhợ nó đẹp luôn, cộng dây nó bự, chất lượng ha. Mà không biết nó xài cái gì anh em ơi, đây nó xay nè, đó, thấy mọi người, xay nè, nó có bu ly nó xay, cái này phải bu ly nha anh em, ha, nó tròn quay à, tròn ủng à, không biết làm gì. Anh em về chế cháo gì đó chế ha, lấy motor ra chế cháo gì chế ha. Đó còn cái thùng này không là cái thùng này không là cũng là ba xị được không anh em hả? Tháo là bán thùng anh em ba xị, anh em mua không? 2,5 xị ha. Đó rồi bây giờ cái miệng test máy thử coi làm sao. Rồi kiếm điện công tắc lên đây nha anh em. Kêu cái thùng nha anh em, cái thùng này nó kêu nha, mắt này nè đó, hết kêu. Này là dây zin, công tắc zin hết nha anh em.
Không biết cái mày làm cái gì. Nó làm cái mơ từ từ ha. Rồi. 850k nha anh em, nó nặng 11kg ha. Nguyên cái thùng này nặng 11kg. 850k. Có chốt có khóa gài, ok. Xong, let's go. Rồi anh em, tiếp tục là mình có một cái máy sấy nha anh em. Máy sấy. Đó. Em này là của USA nha anh em. Ha, của Mỹ ha. Điện nó xài là 115V anh em ha. 115V. Em này là mình bán 1.250.000 nha anh em, của Mỹ nha. Rồi anh em đọc coi cái này đi. Anh em coi cái thông tin này đi ha. Rồi. Nó có hai công tắc nha anh em, một công tắc là xài quạt ha, và một công tắc là xài sấy nha anh em. Ở đây nó có vào cái lỗ cắm thêm nữa nè. Rồi. Cái bề dày của nó nè. 50 nha anh em. Còn bề cao của nó nè. Tính lên tới cái quai luôn là 28 phân ha. 28 phân. Đường kính của cái quạt thì là 17 phân nha anh em. 17 phân. Ha. Một bên hút nè anh em, nè. Máy sấy nha anh em. Sấy ha. Sấy đâu này nè, bên này là đầu hút ha. Gió vô còn gió ra nè anh em. Đó. Gió ra nè mọi người. Còn cái hai cái quai này là để nó quấn dây điện nha anh em. Nó quấn dây điện nè. Dây zin luôn nha. Dây này cũng phải là 4 thước đó mọi người. Đó, dây zin luôn nha anh em. Dây này là nó cũng hơn phân đó mọi người. Nó hơn phân đó anh em. Rồi. Bây giờ để mình ghim điện test thử cho anh em coi ha. Nghe hơi thôi chứ còn đâu có thấy được cái độ nóng nha anh em. Thấy không? Đó. Rồi ghim điện ha. Rồi. Bật công tắc lên nè anh em. Nóng rồi đó anh em. Nóng rồi nha anh em. Bên là mát nha anh em. Ok. Một cái quạt sấy của Mỹ bán 1.250.000 nha anh em. 1.250.000 cho một cái quạt sấy USA. Nặng đó anh em ơi, 10kg á. Rồi tiếp theo nha anh em. Tiếp theo là mình có một cái bơm hơi. Bơm hơi này của thằng Mát nha anh em. Ha, dây zin nè. Dây zin ha. Đây cái chỗ quấn dây nè anh em. Đó. Quấn dây ha.
Kè vô ha. Rồi. Mặt trước nha anh em. Ha. Đây nó có cấn xíu anh em ha. Đây nè, thường thường là máy này về là nó có mấy cái vụ này anh em ơi. Đây, chút này nè. Thấy anh em. Xíu này ha. Đây. Đó, ba cái chỗ điểm nhẹ thôi ha. Đầu à, đầu cấm nhanh nha anh em. Đầu cấm nhanh ha. Kiểu nhỏ quá mọi người ơi. Đầu zin luôn đó anh em. Rồi anh em nhìn mặt sau đi. Cao su còn ha. Này là xả nước nè anh em. Xả nước liền bân nha anh em. Đẹp ha. Liền bân ha. Rồi để em đọc thông số cho anh em nghe nha. Nó là của thằng Mát nè. Cái mã nó là AK715B2 ha. Nó là điện 100V 1050W nha anh em. 1050W. Và em nó sẽ là 787 lít trên phút nha anh em ha. Quan trọng là số lít nè ha. 87 lít trên phút ha. Trên 50 lít là đã ok rồi nha anh em ha. 87 lít là coi như là tha hồ xài ha. Gia đình cũng ok mà thầy thợ khỏi nói ha. Cái này nó là cho nén là 9,7 kg nha anh em. 9,7 kg. Liên lạc nha mọi người. Em mày liên lạc hết ha. Hai đầu là hai đầu cấm nhanh nè. Van này van chỉnh áp nè anh em, công tắc. Đó. Hai đầu cấm nhanh luôn nha mọi người. Là cấm nhanh đằng sau. Cấm nhanh là cứ để vậy là cấm vô nè anh em. Ha. Đó. Ha, tự động lên hết anh em. Đó, còn lấy xuống nè. Bên đây cũng vậy ha. Ha, tự động lên nha anh em. Ha. Rồi. Rồi giờ ghi miệng test máy cho anh em nghe ha, coi ha. Rồi ghi điện. Rồi bật tắt lên nha anh em. Rồi em ghim nha anh em. Anh em nhìn đồng hồ nha anh em. Lên rất là lẹ luôn mọi người. Tiếng máy quá im anh em ha. Gia đình xài là thôi ok lắm anh em. Rồi ok. 9,7 á mọi người, đúng chuẩn luôn á. Rồi. Bảy cái bơm lại nha anh em. Đây ha anh em ha. Rồi. Im luôn ha anh em ha. Rồi cái máy này là nó nặng là tầm từ 23 tới 24 kg nha anh em. Cái nặng á, cái độ nặng của nó là 23 24 kg nè. Rồi để mình đôi anh em coi cái bề ngang bề dày cho anh em luôn. Máy nó cũng còn trên 70% anh em.
cá đẹp á. Nó có hai thế nha anh em, một cái thế này và một cái thế nằm nữa ha. Nếu mà mình để ở dưới đất á, thì mình để đứng vậy ha. Còn nếu mà mình để trên kệ rồi ha, nọ là mình để thế nằm nha anh em. Hai thế. Cái bình này bình 12 lít nha mọi người. Bình 12 lít. Nó cao là 50. Bề ngang nó là 38 phân nha anh em. Bề ngang là 38 phân đó mọi người. Nhỏ gọn mini. Tiếng máy im ru nè mọi người, nghe lại nè. Im ru. Rồi hả anh em. Rồi cái sản phẩm này là mình bán 2 triệu nha anh em. Cái mã 490, một cái bơm hơi nén khí của thằng Mát. Giá 2 triệu nha anh em. Rồi xong, let's go. Chưa, bấm đi bạn. Ơi, thì nó 110 mà. Điện 220 mà. Khoan. Rồi tiếp theo nha anh em. Tiếp theo là mình có một cái Hitachi nè. Nói với anh em á, là cái máy này mình còn chưa chùi nữa anh em. Mình còn chưa chùi nữa mà nó sáng vậy đây nè. Đó. Đá 255 nha anh em. Đọc thông số đi ha anh em ha. Nó là Hitachi. Đó, cái mã nó là ABT4. Nó xài đá 255. Nó là 3 pha 200V anh em ha. Dòng tua nó cái công lực nó là 1050W. Ha. Đó. Dòng tua của nó là 1490 anh em. Em này thì buộc lòng phải dòng tua vậy thôi anh em ơi. Nó xài bằng quán tính mà. Đúng không? Đá nặng, đá lớn nó xài bằng quán tính anh em. Đó. Đá đẹp nha. Hai viên đá nhìn này đi mọi người. Hai viên đá đẹp bên xanh bên đỏ. Cho em nhỏ nó mừng. Cái này mình để trên đây mình review cho anh em vậy thôi. Chứ chút mình phải để cho nó xuống dưới anh em ha. Em khủng long này mình phải đâu đó cho nghiêm chỉnh em thôi, nó quăng một cái không biết sao mà nói. Mã nhìn không ra công tắc zin nha anh em. Công tắc zin nè. Đó. Ba mấy ký mọi người, ba mấy ký khủng long luôn á. Coi như là phải đứng xa một thước nó mới lắp hết cái màn hình đó. Đẹp nha anh em. Ha. Khá đẹp á. Là cái này là mình về mình xài điện 220 zin nha anh em, điện 220 ha. Rồi để mình khiêng xuống rồi mình ghim điện test máy cho anh em coi. Rồi anh em. Ha, đang ngồi nắng anh em ơi. Cái này bưng đâu nổi, để có đâu để đó luôn chứ sao bây giờ. Ha. Bây giờ giờ để mình test máy cho anh em coi. Quán tính nó thôi khỏi nói rồi ha. Cái đá 250 này nè, 255 này là xài bằng quán tính nhiều anh em ha. Giờ bật công tắc lên nè, mình để gần lại cho anh em nghe cái tiếng cái máy nè. Quá im. Nhìn vô hình tưởng viên đá nó không chạy luôn, đầm vậy á. Không nghe tiếng máy luôn mọi người ơi. Không nghe tiếng máy luôn. Coi như bây giờ mình xài điện 22 nữa nó còn được 750W nè anh em. Nó có thông số để luôn cho mình coi nè anh em. Đó. Đó 255. Bề ngang 2,5 phân. Cốt là 19 phân. Rồi tắt công tắc mình coi cái chớn nó chạy tới mức độ nào nha anh em. Có nghĩa là bật đạn nó quá êm luôn. Cái này là chỉ có xưởng thôi nha mọi người. Gia đình dư lắm. Dư lắm á. Sản xuất tháng 12 năm 1989 anh em. 89. 33 năm. Chuẩn Nhật nha mọi người. Chuẩn Nhật ha.
Thôi quán tính nữa kìa. Rồi thôi chờ quán tính nó chắc cũng phải tới 15-20 phút nữa anh em ơi. Thôi quý bảo xin chào tạm biệt mọi người ha. Anh em cảm thấy có ưng ý món nào thì cứ gọi điện đặt hàng nha anh em. Còn chưa ưng ý thì coi như là xem để vui ha. Nhớ là gọi điện đặt hàng nha chú bác, đừng có nhắn tin là không mua không kịp đâu chú bác ơi. Đó, hôm nay nhờ hai ba video bán sale hàng nên thật sự là cũng giảm nhiều rồi anh em, giảm rất là nhiều đó. Và có thể cho mình sẽ còn giảm nữa để dọn bớt anh em. Chuyến sau chắc mình làm vài cái tời gọi điện ha. Rồi thôi chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người đi video sau. Bye bye.